Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Trước khi bắt đầu video này thì mình xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Vào tháng 9 năm 2016 thì Sony ra mắt một chiếc điện thoại flagship có tên là Sony Xperia XZ với Snapdragon 820 3GB và một mức giá vô cùng hợp lý tại thị trường Việt Nam. Nó đã tạo ra cho người dùng ít nhất ở thị trường Việt Nam là một cái niềm tin vào Sony. Doanh số khá là tốt và nó đã gỡ gạc lại phần nào danh tiếng của Sony từ trước cho đến nay. Sau đó 5 tháng, Sony tung ra một chiếc điện thoại có tên đó là XZS, thiết kế giống tới là 99% so với XZ và nó có những cái nâng cấp rất là nhỏ. Và mình không hiểu lý do vì sao Sony lại làm như vậy. Sony Xperia XZS nó sẽ lấy thứ gì để cạnh tranh với những chiếc flagship khác đang có mặt trên thị trường hiện nay? Thì cái điều đầu tiên mình phải chỉ rõ cho các bạn những cái điểm nâng cấp của chiếc XZS so với là chiếc XZ đó là gì để cho các bạn có thể hiểu sơ qua một chút. Thứ nhất đó là chúng ta nâng cấp về camera. Cụm camera lần này đã giảm độ phân giải xuống một chút, từ 23 xuống còn 19 chấm, nâng kích thước điểm ảnh. Nó sẽ kèm thêm với đó là những cái công nghệ tốt hơn về khả năng chụp hình. Lần này chúng ta đã có thêm một bộ nhớ đệm ở ngay phần cảm biến ảnh giúp các bạn có thể chụp hình và lưu ảnh nhanh hơn. Chưa kể nữa, đây cũng là chiếc điện thoại có khả năng quay slow motion ấn tượng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với 960 khung hình trên 1 giây. Bên cạnh đó thì từ thiết kế bên ngoài, từ trọng lượng, từ cảm giác cầm nắm hay mọi thứ, nó không khác biệt nhau một chút nào so với khi các bạn cầm nắm sử dụng chiếc XZ. Có khác biệt một chút thì như cái phiên bản màu đen này nó một phiên bản màu mới hơn ở trên chiếc XZ thì nó làm được hơi sần, nó mịn hơn một chút, khác với cái việc kiểu kim loại hơi bóng bóng giống như là XZ. Nói chung là cái kiểu thiết kế bên ngoài thì nó chỉ thay đổi một chút xíu, gần như các bạn không thể nào nhận được ra sự khác biệt của XZ và XZS nếu nhìn từ mặt trước. Quay đến phía mặt lưng thì chúng ta còn có thấy sự khác biệt một chút ở phần camera lồi lên một chút ở đây. Thế thôi. Còn phía bên trong thì sao? Chỉ có thêm một điểm nâng cấp, đó là RAM. Bộ nhớ trong đã được nâng lên là 4GB RAM, trong khi đó những thiết bị từ những năm 2015 đã có dung lượng RAM là 4GB. Sony đến năm 2017 mới có 4GB RAM. Thôi cái vấn đề này mình không muốn bạn đến nhiều, quan trọng vẫn là khả năng tối ưu phần cứng của hệ điều hành mà thôi. Còn mượt hay không, speed test như thế nào, những cái khác đã nói quá nhiều rồi, mình không cần phải nhắc lại. Nó tóm gọn thì với chiếc Xperia XZS này, nó chỉ là một bản nâng cấp rất nhẹ so với XZ. Nhưng nó sẽ có những điểm gì ấn tượng để cạnh tranh với những chiếc flagship khác. Thứ nhất, đó chính là thiết kế bên ngoài. Có thể nói rằng nó không khác biệt một chút nào so với XZ. Đương nhiên rồi, XZS với cả XZ chỉ thêm chữ S thì nó cũng không khác biệt gì nhiều đâu. Nhưng cái chính đó là Sony vẫn tạo ra một thứ gì đó là bản chất riêng của cá nhân mình. Nếu như các bạn nhìn vào những thiết bị kiểu LG G6, Galaxy S8, những chiếc iPhone, Huawei P10 hay là những thiết bị flagship bây giờ, cong cong, mềm mềm, kiểu unisex, kiểu có một thứ gì đó rất là nữ tính, có một thứ gì đó rất là mềm mại và có một thứ gì đó kiểu bóng bẩy sang trọng. Thế nhưng với XZS này thì khác, ngôn ngữ monolithic, thiết kế bằng những đường phẳng, bằng những đường cắt, bằng những thứ rất là góc cạnh và nó tạo ra một cái thứ gì đó rất là hấp dẫn, rất là quyến rũ khi bạn nhìn vào. Có thể nó không thực sự hợp với các bạn nữ nhưng nó sẽ cực kỳ hợp với các bạn nam. Và nếu như ai đóng bộ thì kiểu vét vùng các thứ mà cầm cái chiếc điện thoại này trên tay thì cũng phải xác định luôn. Tuyệt vời. Điều thứ hai, nó đến từ hệ sinh thái của những thiết bị Sony. Điện thoại Sony, loa Sony, tai nghe Sony, TV Sony, rất nhiều thứ. Và với cái hệ sinh thái này thì Sony sẽ biết cách để kết nối những cái thiết bị đó vào với nhau một cách cực kỳ là đơn giản. Có thể là dùng Wi-Fi Direct, có thể là dùng NFC. Và nói chung là với cái cách thức mà Sony triển khai ở rất nhiều mảng như thế thì nó tạo ra một sự đồng bộ nhất định. Nếu ai mà đã dùng rất là nhiều những sản phẩm của Sony rồi, đặc biệt là kiểu loa Sony, tai nghe Sony và TV Sony thì thêm một chiếc điện thoại Sony sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Điều thứ ba, nó đến từ khả năng quay chậm slow motion của chiếc điện thoại này, 960 fps trên 1 giây. Các bạn cứ hiểu đơn giản là trong 1 giây đó nó có thể ghi lại được 960 khung hình và nó phát chậm lại thì nó sẽ tạo ra được những cái thước phim cực kỳ ấn tượng. Mình sẽ có 2 video ngắn để các bạn có thể thấy sự bá đạo của Sony Xperia XZS. Có ai nhận ra nhân vật trong video ngắn vừa rồi của mình không? Và cuối cùng, đó chính là sự đơn giản đến bất ngờ của hệ điều hành mà những thiết bị Sony đang sử dụng. Nói làm sao nhỉ? Samsung thì có Grey UX mới này, LG thì có LG UX mới này. Nói chung là mang lại những cái thứ gì đó rất là màu mè, nhiều chức năng, nhiều tính năng. Nhưng với chiếc Sony Xperia XZS này, các bạn gần như không có quá nhiều sự tùy biến. Các bạn sẽ vẫn có một cái core theme để các bạn có thể thay đổi được một chút về phần giao diện, nhưng nó không quá sâu và nó vẫn giữ lại một thứ gì đó là mượt nhất và nhanh nhất dành đến cho các bạn. Mình sử dụng những thiết bị Android thì mình rất là thích cái kiểu đó tắt bỏ đi hiệu ứng chuyển cảnh, và với chiếc XZS khi mà tắt đi thì cái tốc độ của nó mang đến cho bạn là cực kỳ ấn tượng. Đó là bởi hai thứ. Một là cấu hình với Snapdragon 820 và 4GB RAM, quá ngon ở thời điểm hiện tại. Điều thứ hai, nó đến từ cái hệ điều hành này, nó gần như là thuần gốc nhất của Google. Thậm chí là các bạn vào đến phía bên trong thì phần App Drawer này, nó cũng không có một cái thứ gì gọi là tùy biến cả. Các bạn sẽ có thêm một cái mục đó là Search Application để giúp các bạn có tìm kiếm ứng dụng một cách nhanh hơn. Ngoài ra, hết rồi, không còn bất cứ một thứ gì nữa, hay thậm chí các bạn kéo từ thanh Notification xuống, nó cũng là thuần gốc của Google. Thậm chí vào đến cả khu vực Setting thì nó vẫn là cái giao diện của Google, chỉ được Sony thiết kế lại một chút về cái phần icon mà thôi. Mọi thứ đều cực kỳ dễ dàng, dễ sử dụng và cực kỳ mượt mà. Mượt là thứ mà Sony hướng đến và XZS đã thể hiện điều này cực kỳ tốt. Thực ra thì còn một cái chi tiết nữa mình cũng đánh giá khá cao, đó là mức giá bán của sản phẩm này. Chính hãng nó chỉ là 15 triệu và các bạn lại còn được tặng rất là nhiều quà. Tức là nếu so sánh với những chiếc flagship khác thì có thể nói rằng đây chính là chiếc flagship rẻ nhất mà các bạn có thể mua được rồi. S8 đã có mức giá là 18.990.000 và 20.990.000. LG G6 thì xách tay thậm chí là 16 triệu, chưa nói gì đến chính hãng. Thế thì với một thiết bị chỉ có mức giá là 15 triệu chính hãng, giá sẽ là yếu tố khiến cho Sony Xperia XZS rất đáng để lựa chọn mua. Đó là những ý kiến của mình về Sony Xperia XZS ở thị trường Việt Nam. Có thể nói rằng đây chính là chiếc flagship đầu năm mà có mức giá cũng như là đáng để lựa chọn nhất dành đến cho các bạn. Các bạn thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở comment phía bên dưới. Review chi tiết thì khi nào mình mượn được máy thêm một thời gian nữa, mình sẽ đánh giá cụ thể dành đến cho các bạn sau. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!